Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, số lao động trẻ đang làm việc hiện nay có nguy cơ mất việc cao gấp 3 lần so với những lứa tuổi lớn hơn. Trung bình cứ 10 thanh niên thì có một người bị thất nghiệp. Tại Đà Nẵng, thời gian qua, các cấp, các ngành chức năng trên địa bàn thành phố cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp, nhất là đối với các bạn sinh viên mới ra trường. Nhằm tạo điều kiện cho người lao động tìm kiếm việc làm, kết nối cung cầu lao động, thời gian qua, thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình Có Việc Làm. Hàng năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị trường đại học thường xuyên tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tạo điều kiện để các bạn sinh viên tiếp cận cơ hội việc làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sở cũng đã chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động kết nối, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp bằng những hoạt động như tuyển sinh đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, rồi gắn kết vai trò của doanh nghiệp khi tham gia vào hội đồng thẩm định của mỗi chương trình đào tạo và từng bước nâng cao việc tiếp cận cũng như đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp sau đào tạo. Liên hệ để mà học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực tập, kiến tập tại doanh nghiệp và tiếp nhận vào làm việc tại doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp. Tình trạng thất nghiệp của thanh niên, nhất là nhóm tuổi từ 15 đến 24, tiếp tục là thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 2 năm 2023 là 2,3%, tăng 0,05 điểm phần trăm so với quý trước. Trong đó, khu vực thành thị là 2,75%, khu vực nông thôn là 2,01%. Trong bối cảnh đó, các trường đại học cao đẳng, các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng xác định rõ việc tăng cường hợp tác giữa ba nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp thực sự là cần thiết nhằm giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên ra trường. Bên nhà trường có một cái bộ phận chuyên trách về cái doanh nghiệp sẽ kết nối các cái doanh nghiệp, mà hiện nay cái số lượng doanh nghiệp kết nối với nhà trường là khoảng hơn 100 doanh nghiệp gồm tất cả các ngành nghề đang đào tạo của nhà trường. Thì hàng năm nhà trường tổ chức cái hội nghị tổng kết đánh giá một năm hợp tác với doanh nghiệp, thông qua đó thì nhà trường và doanh nghiệp sẽ cùng ngồi lại với nhau để coi thử những cái vấn đề gì đã đang phát triển tốt đẹp, những vấn đề gì cần cải tiến, cải thiện, mà hợp tác chặt chẽ để nâng cao cái chất lượng hợp tác. Thì nhà trường với doanh nghiệp cũng ngồi lại hàng năm để cùng thảo luận, để đưa ra những cái đánh giá hợp tác tốt nhất. Cái xu hướng hợp tác của chúng tôi là có hai cái nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất là các em nó chuẩn bị ra trường thì chúng tôi sẽ tạo cho em, đào tạo cho các em trước rồi giải quyết việc làm khi ra trường. Cái nhóm thứ hai là chúng tôi sẽ tuyển sinh vào từ năm thứ nhất. Năm nay là năm hai đơn vị cùng nhau tuyển sinh vào năm thứ nhất. Đối tượng hướng tới là các em học sinh phổ thông vào học cái đợt này thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái chương trình đào tạo theo đặt hàng. Thì nhà trường sẽ đào tạo chuyên ngành, công ty số 2 đào tạo ngoại ngữ và các cái kỹ năng còn thiếu. Đầu tháng 7 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế xã hội. Cụ thể, đến năm 2025, thành phố phấn đấu hạ tỷ lệ thất nghiệp chung ở mức không quá 3%, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%, duy trì tỷ lệ thất nghiệp thanh niên thành thị ở mức thấp dưới 7%, tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn dưới 5%.